Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Mấy canh giờ sau? Nói tình hình của yêu vương. Diện tích của yêu vương tương đương với diện tích của hai gia tộc lớn của đại lục Nguyên Thủy. Chủ nhân của yêu vực là Yêu Hậu, tên thật là Linh Cắt Ngạch, Linh Cắt Ngạnh, thực lực là Linh Vương Cảnh Hậu Kỳ. Nếu như cô ta đã là cao thủ của thực lực bậc này, còn bị yêu thú đột nhiên xuất hiện đánh cho bị thương hay sao? Cho nên chúng ta nghi ngờ yêu thú kia rằng là yêu thú của Yêu Thần Bảng. Nếu thật sự là cao thủ chân Yêu Thần Bảng, vậy rằng sẽ có phiền phức. Có phải hay không lập tức là sẽ biết liền. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đến ngay cả hơi thở của một người sống đều không có? Xúc sinh đáng ghét. Đến thành trì bên kia xem thử. Được, ở đó cũng là địa bàn của ta. Tham kiến lãnh chúa đại nhân. Đứng dậy đi, vị này là truyền nhân của Đan Vương. Bái kiến truyền nhân của Đan Vương. Miễn lễ. Được rồi. Ai đến nói tình hình gần đây một chút. Bẩm báo lãnh chúa đại nhân, trong yêu vực xuất hiện một con yêu lớn, chỉ dựa vào trong lãnh địa của chúng ta đã có 14 thành trấn đã bị tập kích. Được, ta biết rồi, lui xuống trước đi. Có tình hình gì thì kịp thời báo lại ngay. Minh chủ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Liên hệ với các lãnh chúa khác. Tìm kiếm tập kích mới nhất đã xảy ra ở đâu? Được. 5 ngày sau. Minh chủ, một canh giờ trước đã có một lãnh địa đã bị tập kích rồi. Nhưng mà còn có một chuyện quỷ dị hơn. Yêu hậu mất tích rồi. Mất tích rồi. Đúng vậy, ai cũng không liên lạc được với cô ta. Quả thật là rất kỳ lạ. Nhưng mà vì kế hoạch hôm nay, vẫn nên đi tìm con yêu thú kia rồi tính tiếp. Vâng. Bạch Kiểu, hai vị này là thuộc hạ của ngươi đưa đến sau. Lãnh chúa Xích Sơn. Không phải, Xích Sơn đã lâu không gặp. Ta đến giới thiệu một chút. Vị này là Tần Đại Sư, khoảng thời gian trước đây vừa mới lấy được truyền thừa của Đan Vương. Có mắt như mù, thật sự là xin lỗi Tần Đại Sư. Không sao. Cái gì mà Tần Đại Sư, một chút tu vi đều không có thì thể hiện uy phong gì chứ? Hay là lát nữa tìm thấy yêu thú kia giao lại cho ngươi xử lý nhé. Lãnh chúa Ngô Việt. Ngô Việt, đừng có mà vô lễ với Tần Đại Sư, hắn không xứng để tôn trọng. Người ở trong cùng một thế hệ chỉ có Lâm Việt hạng nhất của Tự Liệt mới là người mà ta kính phục. Thật sự rất muốn xem cảnh tượng, ngươi biết hai người bọn họ là cùng một người. Được rồi Ngô Việt, ta biết ngươi là fan của Lâm Việt, nhưng mà cái này thì có liên quan gì đến Tần Đại Sư? Làm việc chính, mọi người phát hiện tung tích của yêu thú hay chưa? Lãnh chúa Lưu Diệm. Chưa. Thế thì nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Lưu Diệm. Ngươi ra quân ồ ạt, tổ chức mọi người thì có tác dụng gì? Không liên hệ được với yêu hậu đại nhân, cho dù tìm được yêu thú thì đã sao? Chính là bởi vì không liên hệ được với yêu hậu, chúng ta mới tập hợp dốc hết sức. Nếu không, mọi người sớm muộn gì đều sẽ chết trong tay của yêu thú. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi. Nơi ở của Lâm Việt. Đi ra ngoài xem thử. Được. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Đại Sư, ngài tự mình xem đi. Các vị, tín hiệu vừa nãy là ta phát, nghe rằng yêu thú đang ở gần đây. Không sai, ở bên chỗ của ta cũng phát hiện, cũng phát hiện xác như vậy. Tiếp theo nên làm sao? Hay là mọi người tự về nhà người nấy? Quay về, gặp phải yêu thú thì phải làm sao?